cho chị thì hôm nay không biết là chị sẽ giới thiệu những cái sản phẩm nào đến cho tất cả mọi người đây ạ. Nay lại tiếp tục gặp mọi các bạn tại tối qua hôm nay không vừa mới đi ngoài sân bay về thôi mà. Giờ này thì chỉ là các cái cô bác lớn tuổi rảnh không có đi làm thì có cơ hội để ngay livestream, nên là các buổi chiều thì thường Aroma sẽ ưu tiên tư vấn những cái biện pháp liên quan đến sức khỏe, đến nhà cửa dành cho cô bác lớn tuổi hoặc là những người anh chị các cái chị nội trợ có thời gian xem một buổi chiều. Còn bạn nào đang bận đi làm đi học thì có thể quay lại coi live vào buổi tối vào cái lúc mình rảnh. Tại vì công việc nên là mình cũng không có thời gian nhiều để live vào buổi tối cùng với bạn Ánh. Thì có một số câu hỏi của khách hàng inbox vào trang của Aroma. Sau đó thì phần đầu live thì mình sẽ ưu tiên trả lời. Có một vài khách hàng hỏi rằng là cái giá bán của Aroma Việt Nam tại sao rẻ hơn giá của Bệnh Nhân Sinh và là một số nơi khác. Thì tại vì Aroma Việt Nam thì được nhập hàng theo ủy quyền từ Singapore, từ công ty Green Aroma Singapore, nên là có một số cái mặt hàng, một số cái loại tinh dầu từ Pháp mà tất cả các cái công ty tinh dầu ở Việt Nam không có. Đó là cái nguồn hàng hoặc là những cái công loại tinh dầu từ Mỹ và đáp ứng cái nhu cầu tiêu chuẩn cho cái ngành dược, và không phải là hãng nào ở Việt Nam cũng đều có cái điều kiện cần và đủ để mà mua hàng từ các nước như vậy, tại vì phải mua cái số lượng lớn, hai nữa là phải theo cái uy tín quốc tế thì mới mua được. Còn cái phần mà bán tại Việt Nam á, thì tại Aroma Việt Nam tiết kiệm được cái chi phí vận hành của công ty, tức là được cái hỗ trợ của Green Aroma Singapore, nên là cái hệ thống điều hành ở Việt Nam á, thay vì là sử dụng rất là nhiều con người, thì cái bộ phận marketing của mình thì do là bộ phận marketing từ Sinh đảm nhận. Rồi các cái bộ phận điều hành khác thì ở văn phòng Aroma cũng ít, không có nhiều người, và đều làm trên cái hệ thống hệ điều hành công nghệ cao, nên sử dụng rất là ít nhân lực. Tất cả từ kho bãi hàng hóa và cửa hàng, cái quy trình rất là ngắn, rất là ít người, và như vậy thì tiết kiệm được cái chi phí con người, chi phí nhân công, và sau đó thì tiết kiệm cái mặt quản lý tốt và hiệu quả, nên là sẽ tiết kiệm được cái mặt chi phí lương nhân viên và một số cái khác, cho nên cái giá bán ở Việt Nam luôn luôn rẻ hơn ở tại Sinh và một số nơi khoảng 40-45%. Đó cũng là lý do tại sao có rất là nhiều khách hàng nước ngoài thường hay chọn mua hàng Aroma khi đến Việt Nam, mua để dùng tại Việt Nam hoặc là mua để làm quà về tại rẻ. Nếu mà mua tại Hàn Quốc cũng rẻ hơn rất là nhiều, mua tại Nhật cũng rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ như một cái chai tinh dầu mà theo chuẩn là có chứng nhận kosher, tức là 100% tự tinh khiết, tức là không có được, tức là dầu là tinh khiết là chỉ trong đó là tinh dầu, không có pha lẫn dung môi, không pha lẫn bất kỳ một con hai chất nào hết trơn á, thì một cái chai 10ml như vậy ở giá trung bình tại Singapore bán theo tính giá Việt Nam khoảng 300-300 ngàn, nhưng mà ở Việt Nam khoảng 320-370, nhưng mà ở Việt Nam chỉ bán khoảng là 190 thôi, 190 là đã có thuế VAT rồi. Giá rất là tiết kiệm, giá rất là tốt. Còn trên thị trường thì bạn thấy có rất là nhiều, người ta cũng ghi là tinh dầu sả chanh, là ngọc lan tây, là rất rất nhiều nguồn. Nhưng mà Việt Nam không phải là cái nước mà nấu tinh dầu, Việt Nam chỉ là nấu một số cái từ một số cái loại gọi là tinh dầu thô thôi. Còn nếu mà đem đi sản xuất đáp ứng các cái nhu cầu khác, như là sản xuất cho cái thuốc thì phải qua modify, tức là phải qua trích ly và làm lại. Thứ hai, tức là từ một số cái thảo mộc như là hương nhu, rồi như là húng quế, hay là một số loại mà ở cái khu vực Hà Giang á, tức là miền núi của Việt Nam á, hoặc là vùng phía Bến Tre, Tây Ninh. Còn bình thường thì các cái loại tinh dầu cái vùng giữa Việt Nam thì thường là ít
Tại vì do thổ nhưỡng là người ta cũng sợ cái ảnh hưởng chất độc dioxin của Việt Nam, nên là các hãng nước ngoài thường là người ta ít mua. Và ở trong cái khu vực Đông Nam Á này thì cũng không phải là, là những cái nước mà nấu tinh dầu. Những cái nước nấu tinh dầu ở châu Á thường là các cái vùng Nam Á, tức là cái vùng rất là nóng, như là Pakistan, Ấn Độ, những cái vùng mà xứ rất là nóng như vậy. Thì cái cây mà mọc ở cái xứ nóng thì nó luôn có những cái hoạt chất tự nhiên để mà bảo vệ cây, để cho cây tồn tại ở cái nơi nóng. Hoặc là vào cái vùng rất là lạnh, lạnh có tuyết, rồi có đá, có sỏ vậy đó, cây nó vẫn duy trì trường tồn. Thì cái thành phần tự nhiên ở trong cái cây đó nó sẽ tốt hơn là những cái vùng mà nhiệt đới như thế này. Vì vậy ở những cái quốc gia đó thì là những cái nơi nấu tinh dầu rất là tốt. Cho nên là ở trên thị trường thì có rất là nhiều, nhưng mà cái chỉ có người tiêu dùng dùng nhiều thì họ sẽ trải nghiệm được. Còn cái giá mà khách hàng phản ánh đó là người ta đã đi nhiều và người ta mua, ví dụ người ta mua chai này ở nước này, nước kia và người ta so sánh được cái chất lượng. Bây giờ thì tiếp tục giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của các bạn khán giả đó là và cái mùa nóng như thế này và đau nhức thì không biết là chị Hà có những cái phương pháp nào mà để chống đau nhức cơ thể nè, cũng như là cảm cúm và cái cách liệu pháp này á. Mọi người muốn nghe cái liệu pháp làm nóng á thì không biết là cái liệu pháp này nó sẽ như thế nào, nhờ chị Hà tư vấn giúp ạ. Nếu mà nhiều anh chị á, nếu mà có điều kiện nó từng là đi vào các spa cao cấp, spa đúng nghĩa của spa nha, thì sẽ thấy có các cái gói banh bolus. Banh bolus đi Thái Lan cũng có, nhưng mà cái banh của Thái Lan thì nó khác với một số cái loại banh ở châu Âu. Tại vì banh ở châu Âu thì cái thảo mộc bên trong thường là oải hương, hương thảo. Còn cái banh mà của Thái Lan và một số nước ở Nam Á thì người ta sẽ dùng các cái thảo mộc từ cái thực phẩm như là sả, hồi, rồi quế vân vân. Thì cái aroma cũng có một cái liệu pháp mà thay vì bạn phải đi spa thì bạn có thể tự ở nhà làm được. Đó là cái gối muối thảo mộc. Cái gối này là cái gối muối nóng. Muối. Nhập. Gối muối. Cái muối này là cái gối này là cái gối này là như thế nào? Cái gối này cái rất là thơm ha. Dạ. Thơm. Cái gối này phía ngoài nó là cái vỏ ha. Phía ngoài là cái vỏ. Bên bạn có thể là lấy cái phần bên trong này ra để tiếp xúc với cái phần phần ấy của mình. Ngoài này đi để là bao thôi, bao. Nó như thế này. Và sau đó thì mình nếu mà cơ thể mình khỏe mạnh bình thường thì mình có thể xịt nhẹ một miếng nước. Rồi sau đó đặt một cái lọ vi sóng. Và cái hơi nước nhẹ nhẹ cộng với bên trong này là thảo mộc và muối bên trong này á. Bây giờ thì nó xẹp nhưng mà khi hơ và quay lên thì nó bắt đầu phồng lên một xíu. Bắt đầu hơ. Thì nếu đau đầu thì sẽ nó hơ cái phần trên này của đỉnh đầu. Rồi nếu mà đau vai cổ thì là hơ cái phần bên sau gáy. Đau bụng thì chườm ở phần bụng. Có nghĩa là đau đâu thì mình sẽ chườm ở đâu? Đau lưng thì chườm phần lưng. Đau đầu gối thì chườm đầu gối. Và đau ở cái phần bàn chân á, tức là nhức mỏi hoặc là viêm mũi thì đau thì chườm ở bàn chân. Cái này nó rất là tiện. Ví dụ như là mấy cô bé nó lớn tuổi mà vì già trời trở trời á, hơi mệt mỏi thôi là hoặc là các anh chị mà đi làm văn phòng á sẽ hay bị đau cái phần cổ thay gáy nè. Thì buổi tối về chỉ cần làm nóng lên và hơ và chườm. Thì sau khi chườm bắt đầu da bắt đầu hơi nóng nóng ấm ra rồi, bắt đầu lau đổ hơi đổ mồ hôi tí xíu thì lấy cái khăn á khô lau cái phần mồ hôi đó, bắt đầu cho dầu vào massage. Nhờ mình tự massage cho mình, xoa tự massage phía sau gáy cho mình. Những cái đồ của aroma là từ bản thân mình chăm sóc, là từ bản thân mình làm được. Thì mình xoa phía đằng sau nè. Em bé cũng dùng được. Ví dụ em bé hay bị cảm giác là sốt, ho hay viêm họng hay là hơi cảm cảm mệt mệt thì có thể là hơ bằng cách là chườm đầu, chườm nhẹ trên cái phía trên đầu á, hoặc là chườm ở phần bụng. Thì cái này á, thì cái muối này á, nó nếu mà nhà buổi đêm á, thay vì người ta phải dậy xông hơi, có hai cách. Nếu mà mình bị cảm lạnh mà nước á, tôi gọi là bị lầm nước á, tức là đi ngoài mắc mưa mắc độ á, thì không thể nào mà xông hơi nước được. Thì thường người ta sẽ là gọi là xông khô đó. Thay vì mình đi spa có hai loại xông khô và xông nước, thì là cái này gần như tương tự là xông khô. Thì khi là bên trong này nó có các cái loại thảo mộc như là oải hương, rồi
hương thảo, sả, rồi chanh, rồi gừng, khuynh diệp vân vân. Có rất là nhiều loại thảo mộc trong này kết hợp với muối. À, kết hợp với muối biển, tại vì bản thân muối biển á, khi làm nóng lên nó có tác dụng hút, nó hút cái hơi từ bên trong cái người của mình ra, theo liệu pháp đông y, đông y của phương đông. Nhưng mà cái này là từ phương Tây, tại vì kết hợp từ phương Tây, tại vì những cái gói bao lớp này ở phương Tây thì người ta chỉ trộn hai loại thôi. Phương Tây chỉ trộn hai loại là hương thảo và quả hương và muối. Người ta trộn như vậy và sau mỗi lần làm mà hơi chườm chườm lưng rồi xong người ta lại đem ra người ta phơi. Là cái, gọi là cái gói banh bolus của phương Tây. Cái loại người ta chườm 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 sau rồi người ta chà các cái huyệt ở trên lưng. Còn cái banh này của Aroma thì nó kết hợp thêm một số thảo mộc của phương Đông nữa. Và rất là tiện lợi. Và thưa chị có thể tư vấn thêm về cái cách mà mình bảo quản và sử dụng nó như thế? Sau khi mà mình dùng xong rồi á thì mình dùng khô nha. Thỉnh thoảng mình xịt nước. Nếu mà mình khỏe mạnh bình thường có thể xịt miếng nước. Còn bình thường nếu mà mình bệnh như là cảm hay là ho thì mình để khô như vậy. Tức là đang đau thì là về cảm ho thì không có xịt nước lên cái bề mặt này. Còn bình thường thì dạ như muốn cho cơ thể khỏe hơn á, relax hơn thì là mình xịt nước. Xịt nhẹ nhẹ thôi, kêu là xịt nó có hơi nước nước thôi, không phải là xịt ướt cái này đâu. Xịt ướt này xong rồi bỏ vào lò vi sóng, ấn khoảng 30 giây đến 1 phút. Muốn nóng nhiều thì là ấn khoảng 1 phút. Còn ấm thôi, tại vì có nhiều người không có chịu được sức nóng của da. Sau đó thì hơi lên. Cái này rất là tiện. Và cái này thì có thể sử dụng cho cả phụ nữ sau khi sinh đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Phụ nữ sau khi sinh á thì cái cổ tử cung á của phụ nữ sau khi sinh á thường là nó giãn nở, giãn to ra. Và nếu mà có một số cái tác động vật lý thì sẽ hỗ trợ cho cái cổ tử cung nó nhanh co thắt lại. Và nó làm cho cái bụng của mình mau thẳng hơn. Và gọn hơn, cho nên thường là sau sinh người ta hay chườm á, hay nịch bằng cái gan bụng á để có thể chườm nóng ở cái đây. Chườm lên làm cho cái bụng của mình. Và cũng vì trong này nó có thảo mộc nên là khi chườm như vậy thì là sẽ thay vì là mình xông hơi á thì mình sẽ thêm cái liệu pháp này nữa để làm cho cái cơ thể mình nó cũng sạch sẽ và nó thơm hơn. Là mọi người hãy yên tâm và sử dụng em đó nhé. Cho nên cái gối muối này nó rất là gọi là rất là nhiều công dụng. Mấy cô bác lớn tuổi đau chân ha, nhức mỏi hoặc là vận động thể thao nhiều quá, về thì mình cũng hơi chườm như vậy và sau ngày hôm sau thì sẽ hết nhất. Đó là mình có một cái người khách hàng thì bạn này là người Đức. Thì người Đức thì người ta chơi thể thao rất là nhiều. Trời ơi, đấy, bạn đó là bạn trai thì chơi rất là nhiều và người ta không có quan tâm mấy cái vấn đề về thảo mộc này nhiều đâu, tại vì thường là người ta sử dụng ở thuốc tây. Và cái bạn này cũng làm trong cái ngành dược. Bạn tức là làm trong một cái công ty sản xuất thuốc, bạn không có quan tâm nhiều đến những cái sản phẩm như thế này. Thì một cái người nhà của bạn tại vì đau quá, thì lúc đó đau quá thì không thể nào, tại vì đau cơ bắp thì không thể nào uống thuốc giảm đau. Tại vì bạn đó cũng thừa biết rằng cái thuốc giảm đau là nó chỉ làm cho mình mất cái cảm giác của cái hệ thần kinh lúc đó thôi, gọi là mất cảm giác tạm thời. Thì sau đó thì gia đình của bạn có dùng cái gói muối này và hơ và chườm, mà đau rất là đau và chườm khoảng 2 lần. Chườm 2 lần mà có thêm một chút dầu massage nữa thì sang ngày hôm sau đi làm bình thường. Đó. Và khi mọi người mua thì bên trong nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn cho mọi người. Kèm theo là một cái hộp rất là sang trọng như thế này đây. Mọi người có thể mua những cái sản phẩm này để dùng cho bản thân nè, cho gia đình hoặc là mình làm quà tặng cũng được nha các anh chị nha. Rất là đẹp mắt và rất là sang trọng cho các anh chị luôn. Một cái gói muối này á, trữ ở trong nhà rất là lâu, cho đến khi mà hết còn nghe mùi được nữa, nên là ở nhà mình cũng sử dụng cái gói muối này mà khoảng hơn 1 năm rồi. Tại vì không phải là ngày nào mình cũng lôi ra dùng, tức là khi nào mà mình mệt hay là mình đau hay là mình cảm thì mới bắt đầu bỏ vào lọ vi sóng á. Tại vì mỗi một lần bỏ vào lọ vi sóng sẽ làm khoảng 2 đến 3 lần. Thì nhà mình cũng làm, hoặc là con cái gì đó, các bé hơi mệt, hơi cảm giác đau đầu là đã chườm rồi. Chứ không để sang ngày hôm sau cho bé nóng sốt lên nữa. Thì sau khi mà chườm như thế này rồi, không phải là chườm như thế này rồi là đã bớt liền đâu. Sau khi chườm như thế này thì cái da mình ấm nóng lên và cái lỗ chân lông bắt đầu nở ra. Hơi có một chút mồ hôi nó đổ, như vậy là cái phần nóng như chỗ cái muối nó chườm lên á thì máu sẽ lưu thông gần quanh cái khu vực đó, và khi lưu thông thì bắt đầu nó sẽ đào thải khí, rồi là mồ hôi qua, nó là đào thải nhẹ nhẹ thôi. Và bạn lấy cái khăn ướt bạn lau.
lau cái lau, tại vì nó đổ mồ hôi thì sẽ lau lau sạch cái vùng da đó, lau nhẹ vùng da. Sau đó thì mình bỏ dầu dầu lăn. Dạ. Dầu lăn. Còn trong cái livestream này thì mình sẽ giới thiệu là bạn sẽ dùng cái cao thảo mộc. Bạn sẽ dùng cao thảo mộc hoặc là bạn sẽ dùng cái dầu hương thảo để mà xoa lên cái vùng vùng đau đó. Nếu mà đau đầu hay là nếu mà đau chân hay là cảm cúm thì bạn có thể dùng cái cao thảo mộc herbal này. Và bạn cho một chút ra cái tay và bạn xoa nhẹ. Thì trong cái cao thảo mộc nó làm bằng sắt tự nhiên và nó sẽ giữ trên cái bề mặt của da, thứ nhất là làm se khít lại cái lỗ chân lông mà nãy giờ cái muối nó đã mở ra và nó trường rồi, sẽ làm kín cái lỗ chân lông. Và thứ hai nữa, thảo mộc ở trong cái cao nó sẽ thẩm thấu từ từ vào bên trong. Thì những cái này là trong các cái trường hợp mệt bệnh như cảm giác nhẹ nhẹ thôi, tức là hơi đau chân, hơi mệt, hơi nhức mỏi thôi. Còn trong những cái trường hợp mà như là huyết áp cao hay là giật kinh phong hay gì như đó, hoặc là bị tim mạch nặng á, tức là những cái bệnh mà mãn tính rồi á, thì bị đau như vậy thì thường phải đi đến bác sĩ. Chứ không phải là dùng những cái liệu pháp đông y này đâu. Những cái liệu pháp này chỉ dành là gọi là chăm sóc và hỗ trợ thôi, trong cái lúc mà đang còn mệt á. Còn nếu mà bị bệnh nặng hay bị như thế nào đó thì phải là đi đến bác sĩ khám, nếu mà trong người có một cái tiền sử bệnh như thế nào đó. Còn bình thường thì là có thể tự chăm sóc hay là tự phòng, ví dụ thay vì là hơi mệt mệt thì có thể là đã chăm sóc bằng các cái liệu pháp như thế này rồi, không có để cho nó cơ thể nó mệt quá hay là đau quá rồi mới bắt đầu uống thuốc vào bên trong người. Tôi nghĩ là cái này mình dùng để mình vừa phòng nè, vừa trị bệnh cũng được nè, giúp cho cơ thể nào cũng khỏe mạnh cũng được luôn, rất là nhiều công dụng và rất là dễ sử dụng nữa các anh chị ơi. Cái phần mà đau khớp và mà mệt á, đau chân của mấy người lớn tuổi thì ngoài cái việc là lúc nãy mình vừa chia sẻ là trường cái muối rồi, Aroma có rất là nhiều liệu pháp. Chẳng hạn như là ngâm chân, muối thảo mộc ngâm chân, nhưng mà sẽ nói vào các cái like sau. Trong cái này là chỉ nói đến cái chườm nóng thôi. Thì bạn có thể chọn thêm một giải pháp là chườm nóng, và sau khi chườm nóng xong thì có thể dùng cái dầu hương thảo, dầu để mà massage hương thảo á, hoặc là cao cấp hơn tí xíu thì là dầu oải hương hương thảo để massage. Thì bạn có thể mở cái chai ra ha. Hương thảo là cái loại cây mà mấy livestream trước mình đã nói rồi. Mình sẽ dùng cái dầu hương thảo đổ ra cái lòng bàn tay của mình ha. Sau đó mình xoa cho nó thật nóng. Khi giữa hai cái bàn tay nó ma sát với nhau rồi, xoa cho thật nóng như thế này các bạn. Thì bắt đầu là xoa lên các cái vùng tay, xoa lên cái vùng tay, vùng chân của mình. Các bạn nhìn lưu ý nha, cái dầu tự nhiên á, khi mình xoa lên nó thấy nó rất là trơn nhưng mà nó không hề rít, trơn nhưng không rít. Nó là khác biệt với cái dầu mà nếu bạn đi ngoài một số cái spa mà họ làm không có đúng cái tiêu chuẩn á, thì họ sẽ bên trong nó cái thành phần dùng các cái loại dầu nhìn rất là trơn, trơn hoài vậy đó, hoặc là trơn nhưng mà một lúc sau thì nó sẽ rít, tại vì họ sử dụng cái paraffin á để làm cái nền, hoặc là họ dùng cái dầu không phải là dạng như tinh á. Còn cái này bạn massage một lúc thì bạn sẽ thấy bóng và bạn sẽ không thấy nhờn nữa, tức là xoa một lúc sau thì nó bóng. Nó bóng, nó trơn mịn da và nó thẩm thấu vào da. Đó là cái tinh chất hương thảo cộng với cái dầu nền sẽ thẩm thấu dày vào da, không còn cái cảm giác là trơn rít mà phải massage xong rồi phải đi tắm, tại vì nó quá nhờn và nó quá rít. Cái tự nhiên là nó không, sau khi massage xong thì nó như thế này, bạn xoa khắp trên lưng của mình, hay là trên từ lưng chân cổ để cho máu nó lưu thông từ dưới lên trên. Còn cái phần mà đau nhất ở lưng hoặc là ở chân thì mình sẽ xoa cái vùng đó nhiều hơn. Khi xoa thì cái lòng bàn tay mình luôn luôn ấm và nó tích điện, nên là mình xoa như vậy thì cái hơi ấm từ bàn tay nó truyền qua dầu và nó truyền xuống cái vùng mà bị đau nhất á. Thì khoảng là 15-20 phút sau thì mình sẽ cảm giác nó nhẹ và đỡ đau. Thậm chí là hơi có một cái chút sưng phù lên do là nó bị máu nó bị nghẽn hay là bị tắc mạch máu, thì khi mình xoa như vậy thì sẽ được lưu thông hơn và nó sẽ bớt cái sưng phù. Bớt cái sưng phù thì sẽ bớt cái đau trong cái phần trì nhức mỏi chân á. Tức là nhức mỏi do là thay đổi thời tiết hoặc là do vận động thể thao mạnh
tức là ngày thường không có vận động, chỉ có hôm đó vận động nhiều hơn. Dạ. À, có nhiều cái trường hợp mà khi mình ngủ á chị, mình bị chuột rút, mình bị tê tay tê chân á, thì không biết cái dầu này nó có thể giúp cho mình giải quyết cái vấn đề đó không ạ? À, thường cái chuột rút đó thì do là cơ thể của mình bị thiếu canxi. À, dạ. Ừ. Thường cơ thể bị thiếu canxi, hoặc là phụ nữ á, khi mà gần đến ngày sinh á, thì sẽ hay bị chuột rút. Hoặc là cơ thể đang bình thường như thế này và xuống nước lạnh quá đột ngột á, cũng dễ bị chuột rút. Và thường như vậy thì điều chỉnh chế độ ăn. Còn nếu mà bị như vậy á, mình bóp nó sẽ không hết đâu. Khi bị chuột rút thì cái lòng bàn chân của mình á, đạp xuống cái vùng nền đất nó hơi lạnh, thì tự nhiên là nó sẽ bớt rút. Dạ. Và mọi người lưu ý giúp cho em là khi mọi người sử dụng cái tinh dầu này thì mọi người phải để tay mình sạch nhất mọi người nha. Còn để dơ thì không có được nha. Mọi người hãy lưu ý rửa tay sạch nha. Mình nói thêm một chút về cái dầu hương thảo. Các bạn có thể lên Google hay lên đâu đó search bằng tiếng Anh rosemary. Cái cây hương thảo, như các cái lần trước mình đã mô tả, cái cây này nó rất tốt. Bản thân của nó là cái cây mọc hoang từ cái thời La Mã cổ đại đến giờ. Cái cây này nó có chứa nhiều thành phần, và trong đó có chất chống oxy hóa nữa, nên là chống phù nề rồi hỗ trợ đào thải rất là tốt. Nên là nhà các bạn có ai mà sau khi mổ xong á, là cơ thể không có vận động mà nằm một chỗ, thì bạn nên dùng cái sợi dầu hoặc là dầu xả gừng, hay là cái dầu hương thảo như thế này, hoặc là dầu oải hương hương thảo để xoa cái vùng chân, xoa vùng lưng cho cái người bệnh á. Tại vì người ta không có đi tới đi lui được, nằm một chỗ mà không có vận động là sẽ bị dễ bị teo chân, teo cơ. Tức là một số cái người mà họ không may họ bị tai nạn là bị như thế nào đó, phải nằm một chỗ hoài, tức là nằm cố định không có dậy đi tới đi lui được, thì gia đình chịu khó tí xíu là mua những cái loại dầu này. Trước đây có một số khách hàng ở Biên Hòa và là một số khách hàng ở khu vực quận 5 á, thường là quận 3 cũng vậy, thường là mua những cái loại dầu này để massage. Tức là cái này do bác sĩ hướng dẫn, bác sĩ yêu cầu là bác sĩ đề nghị là gia đình nên mua một số loại dầu về bóp để cho cái máu nó lưu thông. Thì có rất nhiều, có thể là bạn bóp để cho bình thường thôi, chỉ xoa bình thường, dùng một số cái loại dầu như là dầu dừa cho nó xoa, nhưng mà nó sẽ không có cái tác dụng hỗ trợ giống như là mình dùng oải hương. Hoặc là mình dùng một oải hương thì giảm đau, hoặc là mình dùng hương thảo. Tại vì khi mình massage oải hương hoặc hương thảo thì nó sẽ hỗ trợ cho, ngoài cái việc giảm đau thì giảm cái sưng, cái vết thương, máu nó lưu thông và giảm sưng vết thương, rồi ngủ ngon, làm cho cái cơ thể của mình phục hồi nhanh hơn là không sử dụng. Và cái tinh dầu oải hương đó thì hiện tại cửa hàng đang bán với giá là bao nhiêu vậy chị? Cái chai này khoảng là 320 ngàn. Hoặc là sau hóa trị cũng vậy. Có nhiều người sau hóa trị thì rất là mệt, bỏ ăn, ngủ không có được, thì có thể là xoa massage bằng cái dầu hương thảo này buổi chiều tối, massage xong rồi buổi sáng là có thể là phơi nắng nhẹ nhẹ tí xíu khoảng 15 phút để cho hỗ trợ bổ sung canxi, cơ thể sẽ thích nghi với thuốc tốt hơn và hỗ trợ đào thải các cái hóa chất hoặc là các cái loại thuốc mà tồn dư ra ngoài.